Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 6, một vụ cháy đã xảy ra tại quán cà phê số 23 Hàng Vải, phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vụ cháy xảy ra may mắn không ghi nhận thiệt hại về người, nhưng nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, hậu quả khó lường. Vào thời điểm trên, những người sống gần hiện trường ngửi thấy mùi khét. Ngay sau đó không lâu, hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực tầng 2 của quán. Do bên trong có nhiều vật dụng che nứa, dễ cháy nên lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàn Kiếm đã điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau 30 phút chữa cháy, cảnh sát đã dập tắt được vụ hỏa hoạn. Căn nhà xảy ra cháy là ngôi nhà kinh doanh cà phê và tre trúc có diện tích khoảng 20m². Trước đó rạng sáng cùng ngày, một ngôi nhà cấp 4 tại phố Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân cũng xảy ra cháy. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Thanh Xuân điều nhiều xe chữa cháy và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường. Tuy nhiên, đám cháy đã được công an phường và người dân dập tắt. Thời gian gần đây, thành phố Hà Nội thường xuyên xảy ra nhiều vụ cháy, trong đó có một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Điển hình như ngày 13 tháng 5 năm 2023, vụ cháy xảy ra tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, làm 4 bà cháu trong một gia đình tử vong. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong. Mới đây nhất là ngày 24 tháng 5 năm 2024, cháy nhà trọ ở quận Cầu Giấy khiến 14 người tử vong. Tại tỉnh Hưng Yên, 4 tháng đầu năm nay cũng xảy ra 20 vụ cháy làm 2 người bị thương, không có người chết. Chỉ tính riêng từ giữa tháng 3 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy, như vụ cháy xảy ra chiều ngày 5 tháng 5 khiến 2 khu nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quang Minh Hưng Yên đóng trên địa bàn thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Tuy vụ cháy không có thương vong về người, nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên tới 20 tỷ đồng. Vào khoảng 12 giờ ngày 30 tháng 3, tại nhà xưởng của anh Nguyễn Đình Bình ở cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai 1, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, xảy ra hỏa hoạn. Diện tích đám cháy khoảng 200m², vụ cháy không có thiệt hại về người. Dự báo nắng nóng sẽ tăng cao, ngành chức năng của tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh cẩn trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện khi nấu nướng, vui chơi. Khi đi chơi xa, ra khỏi nhà, phải kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhà và tắt hệ thống điện, giảm nguy cơ gây cháy do điện. Không sạc điện thoại, xe đạp, xe máy điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm khi không thể giám sát. Người dân khi đến những nơi tập trung đông người cần thực hiện đầy đủ nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy, quan sát những nơi đặt bình chữa cháy, biển chỉ dẫn và sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Người dân đặc biệt chú ý trong cái mùa nắng nóng là sử dụng điện và lượng tiêu thụ điện nó phù hợp với cả cái công suất mà đã đăng ký với điện lực để đảm bảo không để xảy ra cái tình trạng quá tải chập cháy trong